Mở trước cầu trước đi con, trước cầu trước xuống. À. Ồ, trời ngọt trượt dữ nha. Con bóng nè muội, leo núi nè muội, leo núi, leo núi. Leo núi, leo núi, leo núi. Leo núi nha, muội 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 muội. Rồi, bây giờ mình đi đâu đây? Đi tìm cậu ba, coi cậu ba đâu rồi. Cậu ba đâu? Mùi đi đâu hả? Hồi cắt nước của mùi, kiếm nước uống mùi. Đi, đi xuống quầy kêu kiếm nước uống. Mùi cắt nước không? Sao mẹ cắt nước dữ vậy ta? Kìa, cậu ba kìa, mà thấy rồi. Sao cái quầy táo này nè, là có cậu ba. Còn cậu ba mua gì á? Phát hiện cậu ba mua bánh da lợn. Cậu ba mua bánh da lợn. Còn có hai hộp hả? À, cái kia là bánh bánh dài. Bánh ít trần nữa kìa. Đủ thứ các loại bánh. Đi thôi. Cậu ba kiếm nước gì uống. Khát nước. Khát nước hết rồi. Rồi bữa nay mua màu hồng và gấu dâu không à. Cột tóc của mùi, mùi lấy nhẫn ra mùi đeo. Con bỏ con bóp con đi. Ừ, con bỏ con bóp con đi. Đánh để mùi cất cho bóp mùi. Đó. Mùi bóp đã nè. Con bóp đã lắm. Mùi đeo. Mẹ có kẹo nữa. Trời ơi. Có kẹo dự phòng nữa. Kẹo dự phòng. Ôi, ăn có chừng sâu răng đó. Trời, ăn có chừng sâu răng đó. Rồi bỏ vỏ vô đó luôn về rồi. Dọc trong bơm gác dọc ha. Bơm gác dọc nha. Nhắc vô. Nhắc vô. Rồi mang lên nha. Mang luôn đi đừng có bỏ. Đi. Ừ đi. Rồi dạ dạ nha, rớt đồ quá rồi. Rớt rồi về không còn gì hết trơn. Sao bỏ đó? Bỏ đó rồi ghi mất tiêu. Đâu, mùi có chiếc nhẫn hình gì á? Con đeo ngón này nè cho nó khỏi chuột. Đâu? Gấu dâu. Ôi, mới mua được chiếc nhẫn gấu dâu. Tránh nha, tránh nha, xe. Trời ơi, đẹp quá ta, con gấu dâu. Đi. Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Kiếm nước gì uống đây nè, khát nước quá à. Ừ. Đeo lên. Đeo ngón này chật quá nè. Đeo ngón nó chật hả? Vậy đeo ngón nhỏ hay coi chừng chuột nha. Đi, lấy mì tương đen mọi ơi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mì tương đen Bắc Kinh. Đây. Thôi, gói lớn. Kinh này, có Bắc Kinh ừ, thì mì tương đen Bắc Kinh. Một bữa ăn mì này cũng ngon mà. Rồi ăn mì con két không? Ủa con cú không? À mì con cú mất tiêu. Ủa lấy mì tương đen hai ba gói vô cậu ba. Thêm mì tương đen Bắc Kinh á. Có không? Ừ, rồi, ba gói. Mỗi mua gì? Mỗi mua snack mì. Lấy tới không con? Cứ ba bịch đi. Rồi. Xong. Rồi đi. Rong biển của muội muội ơi. Thôi. Ăn mì ly gì? Kỳ giá trời. Cái gì vậy? Áo đỏ không hả? Kiêu hùng tiếp bước. Đi, qua ăn rong biển nè. Rong biển, mua đảo rong biển nào. Rong biển của bên kia kìa. Nè, rong biển đó. Rong biển không tước đâu. Cái gì vậy? Mua hai. Một mệt, tặng. Không có mua một, mua hai tặng một và ba. Mà bọn mụi mua sáu rồi. Thôi. Thôi ít thôi vừa thôi. Ôi lấy hạt bí chưa? Ý đi kiếm hạt bí mọi ơi. Để cho cậu ba để xe đi mình đi kiếm hạt bí. Kiếm hạt bí đi. Không biết, hồi hạt bí tốt mình kia mình biến đi quá mọi. Hồi đáo lại đi mọi ơi. Giờ đi đây đi. Rồi mọi đi luôn. Trời ơi đi kiếm hạt bí, mình thấy quẹo lửa. Quẹo trái. Ha.
hạt bí nha. Sao hạt gì? Hạt hướng dương hả? Hạt bí. Con coi, con phải đọc cái bịch mà 93.000 mới muối, bịch 91.000 mà không có muối á. Bên kia con bé bên kia coi có không. 93.000 bên đây có hạt bí không? Không có gì hết rồi mọi ơi, có loại đó à, hạt bí muối này hết rồi. Ờ có hạt hướng dương nè, vậy là hạt bí muối này hết rồi. Có hạt bí này không à, thôi ăn đỡ hạt bí này đi, ăn đỡ đi. Nướng tự nhiên không có muối rồi, đi kệ nó, lấy đỡ con bịch đi đi chứ hết rồi. Ở trên có hạt dưa nữa mọi, hạt dưa, hạt dưa cứng lắm mọi, cắt không được đâu. Đi mọi ăn nho khô không? Hộp này có chồng được không? Hạt gì vậy? Hạt diêm mạch. Mẹ không biết. Không biết hạt này. Thôi, lấy bịch hạt bí đây đi. Hết, không có hạt bí muối rồi à. Hạt bí bình thường à. Mùi không chịu. Mùi không khoái nha, kệ nó mua bịch ăn đi. Dạ, có mua gì nữa không? Đi, xuống dưới kia tham quan chút xíu đi rồi đi. Nha, đi. Kem là để cuối cùng nha, đi. Đi xuống kia. Cùng nha. Ờ, bên chi tiên là để cuối cùng. Cô ba đẩy đi, để nhanh lên.